một pháp trì danh rộng bao trùm ba căn. Ngũ nghịch thập ác cũng có thể nương theo mà dược sanh tử. Câu này quá quan trọng rồi. Ngũ nghịch thập ác là tạo tội nghiệp của địa ngục vô gián, thì phương pháp gì cũng đều không có cách độ. Nhưng tín nguyện trì danh thì độ được. Câu này quan trọng, quá quan trọng rồi. Nghiệp tội của mỗi người chúng ta đã tạo tác, thật đáng sợ, tương lai phải làm sao đây? Dùng phương pháp nào để sám hối, dùng phương pháp nào để tiêu nghiệp chướng? Không pháp nào hơn được một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu là thật độ được quý vị. Không nên tiến hành thêm thứ khác, tiến hành tạp, làm loạn rồi. Thì ngược lại, nghiệp chướng không tiêu được, không bằng một câu Phật hiệu. Vượt qua được sanh tử. Thời gian hôm nay đã hết. Buổi tiếp theo, chúng ta vẫn bắt đầu tu học từ đây. Chỗ này rất quan trọng. Phải đem chỗ này giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Tất cả loại nghiệp chướng gì đều có thể tiêu trừ. Quý vị phải tin tưởng. Không nên nghĩ rằng một câu A-di-đà Phật thật quá đơn giản. Không bằng những kinh sám. Tiến hành thêm tất cả kinh sám đều không qua một câu A-di-đà Phật. Đây là đúng rồi. Biển trí huệ, khó trong khó, dược hạnh phổ hiền, vân vân. Đều chỉ diệu pháp vô thượng tín nguyện trì danh này. Đối với sự diệu của pháp môn niệm Phật, dù cho dùng vô lượng thân, mỗi một thân có vô lượng miệng, mỗi một miệng có vô lượng lưỡi, mỗi một lưỡi phát ra vô lượng âm, đến cùng kiếp tương lai. Diễn nói chẳng ngừng, cũng có nói được ít phần, nên không nói thêm nữa. Đây đều là sự thật, không phải giả. Hôm nay, chúng ta nghe được là loại phước báo nào? Chính chúng ta không biết. Nhưng Phật biết. Phật nói với chúng ta, nếu như không phải là trong đời quá khứ, từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, thì tuyệt đối trong đời này, quý vị sẽ không có cơ duyên gặp được bộ kinh này, gặp được pháp môn này. Một môn thì được rồi. Một câu Phật hiệu thì được rồi. Trước mắt chúng ta cũng có một tấm gương. Mọi người đều biết đó là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài 20 tuổi xuất gia. Sư phụ liền dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn bảo ngài luôn luôn niệm không rời. Căn tánh của ngài tốt. Căn tánh của ngài là thế nào? Là lão thật nghe lời, thật làm. Nên ngài đã niệm một câu Phật hiệu này 92 năm. Ngày giảng sanh lúc 4 năm trước, khi 112 tuổi. Chín mươi hai năm là một câu Phật hiệu. Trước lúc ra đi thì tiêu dao tự tại. Chúng ta thấy tận mắt, nghe tận tai. Mà nếu còn không giác ngộ, thì thật sai lầm rồi. Khi tôi tỉ mỉ đọc qua bộ chú giải này, tôi liền hạ quyết tâm. Cùng với những đồng học, thật sự muốn sanh tới thế giới cực lạc. Chúng ta thực hiện
học tập làm theo, tu hành thế nào? Là đem giáo huấn của bộ kinh điển này phải làm cho được. Mục tiêu của chúng ta là tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đối với thế gian này không có một tơ hào lưu luyến. Buông xuống thật sạch sẽ. Học lão hòa thượng Hải Hiền, học lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Vậy thì đúng rồi. Nên sau cùng, chúng ta phải ghi nhớ lời của Đại sư Ngẫu Ích. Trì một tiếng, niệm một câu A-di-đà Phật, thì một tiếng ấy không thể nghĩ bàn. Niệm 10 tiếng, niệm 100 tiếng, niệm 1000 tiếng, niệm 1000000 tiếng. Niệm vô lượng vô số tiếng, mỗi tiếng đều bất khả tư nghị. Chỉ có dùng không thể nghĩ bàn để hình dung. Vì lợi ích, công đức. Không có cách nào tưởng tượng được. Bảo quý vị nói thì quý vị cũng nói không ra. Như người uống nước ấm lạnh tự biết. Chỉ có công phu đến rồi thì tự mình hiểu được. Người khác, người có huệ nhãn nhìn ra được. Người không có huệ nhãn thì không nhìn ra được. Đại sư nói, niệm A-di-đà Phật mà sanh tâm hoan hỷ. Do đó có thể biết. Là cư sĩ Hạ Liên Cư, lần đầu tiên gặp được Kinh Vô Lượng Thọ. Đọc bộ kinh này cũng là ở trong cảnh giới ấy. Sanh tâm hoan hỷ. Vì vậy trong kinh nói, niệm Phật sanh hỷ, vì do niệm Phật mà tâm mình tự sanh hoan hỷ. Hoan hỷ này không phải đến từ bên ngoài, mà đến từ niệm Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật thì tự nhiên tâm liền thành ra hoan hỷ. Sau cùng, Phật lại khuyên bảo hành nhân không chỉ tự mình thọ trì pháp này để diệt sanh tử, mà còn cần phải làm lợi mình lẫn người bằng cách rộng truyền kinh này, khuyên dạy trì danh, tiện chuyển độ thoát, ra khỏi sanh tử. Người như vậy thì được Thế Tôn khen là chân thiện hữu. Thế nào là chân thiện hữu? Là chân thiện tri thức. Tức chân thiện tri thức vậy. Đây không phải giả, mà giống như gặp được Phật vậy. Đây là lời khen tột bậc của Thế Tôn, vì xem thiện tri thức đồng với Như Lai. 4 câu sau cùng chính là kỳ vọng và dạy bảo của Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh đời sau gặp được, nghe được kinh pháp này. Kỳ vọng của Đức Phật đối với chúng ta là hy vọng trong thời kỳ mạt pháp. Những người nghe được pháp này đều có thể tiện chuyển đem giới thiệu cho người khác.
người tu học pháp môn khác. Phải thật làm việc này. Ngài Hà Liên Cư thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung. Nhưng đến sau cùng kết lại là tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Ngài buông xả hết rồi. Chúng ta phải chú ý điểm này. Đó là Ngài biểu diễn cho chúng ta. Ngài dùng phương pháp khác thì Ngài cũng giảng sanh được. Nhưng Ngài đem tất cả phương pháp đều buông xả rồi. Học đã nhiều năm mà không dùng nữa. Lâm chung chỉ dùng tín nguyện trì danh. Thì Ngài thành tựu rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung, là đại thiện tri thức. Ngài làm bộ sách chú giải này hoàn thành rồi. Tôi in một dạng quyển tặng cho Ngài. Thời gian đó thân thể của Ngài còn khỏe. Ngài lại làm bổ sung thêm một chút. Đã làm giảo chánh lần cuối cùng. Bộ sách này hiện nay đều bày trên giá sách của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn. Ngài đã biểu diễn cho chúng ta. Trước khi giảng sanh nửa năm, 6 tháng cuối đó, mỗi ngày một câu Phật hiệu niệm 140.000 tiếng. Những thứ khác đều buông xả rồi. Là từ bi đến tột cùng. Biểu diễn cho chúng ta xem. Nếu kết lại, Ngài dùng phương pháp khác, thì cũng đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chúng ta đối với Tịnh Tông, với lời nói của Kinh Vô Lượng Thọ, sẽ sinh ra nghi ngờ. Nên bắt buộc thời gian lúc sắp đi, hai vị lão nhân gia đó đều buông xả dạng duyên. Chỉ một câu Phật hiệu, niệm đến khi A-di-đà Phật tới tiếp dẫn. Đó là thật, không phải giả. Chúng ta đọc kinh, học giáo. Đối với những chỗ này phải đặc biệt chú ý. Mới xứng đáng với niệm lão. Xứng đáng với hạ lão. Vì chúng ta mà hội tập. Vì chúng ta mà chú giải chi tiết kinh này. Một câu nói sau cùng này rất là khẩn thiết. Chân thiện tri thức. Đây là lời khen của Thế Tôn. Khen ngợi tới tận cùng.
những câu cuối cùng. Hai dòng sau cùng này. Chính là kỳ vọng và dạy bảo của Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh đời sau gặp được kinh này, nghe được pháp này. Vì thế chúng ta thật nên tha thiết lãnh thọ, khắc cốt ghi tâm, kính cẩn tuân theo di giáo, tu hành siêng năng kiên trì, chức phụ bạc từ ân. Chúng ta đọc tới đây thì dường như thấy năm đó Niệm Lão viết chú giải tới đây. Rất cảm ơn. Diệu pháp như thế may được nghe, nên thường niệm Phật mà sanh hỷ, thọ trì rộng độ dòng sanh tử. Phật nói người ấy thật bạn lành. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Này nói, kim là hiện tại. Bây giờ nói với chúng ta, niệm Phật là pháp siêu hạnh phổ hiền, nên gọi là diệu pháp. Pháp của phổ hiền không diệu, pháp mà vượt qua phổ hiền là diệu. Diệu pháp khó gặp như thế. Không dễ dàng gặp được. Gặp được Phật pháp mà quý vị không gặp được Tịnh Tông. Vì pháp môn này là khó được nghe. Đã có duyên nghe được Tịnh Tông, gặp được kinh Vô Lượng Thọ rồi, thì thế nào khó tin? Quý vị xem, cho nên nay ta may mắn được nghe, quá hạnh phúc, quá may mắn rồi. Hai chữ này một chút đều không giả. Quá may mắn rồi, quý vị làm sao có thể được nghe? Nên cần thật tin, chân chánh phát nguyện thọ trì, y giáo phụng hành, luôn luôn niệm Phật thì tự rất hạnh phúc. Người niệm Phật nhờ được từ quan của Phật nhiếp thọ, nên cấu diệt thiện sanh, tâm ý nhu nhuyễn, thân được nhẹ nhàng, tâm sanh hoan hỷ. Đây là công phu niệm Phật đắc lực, nên sinh ra hiện tượng như vậy. Chúng ta quay lại nhìn mình xem chính mình có hay không. Lúc trước chúng tôi giới thiệu qua lão cư sĩ Hạ Liên Cư lần đầu
tiếp xúc kinh Vô Lượng Thọ, vui mừng đến múa tay dậm chân. Hoan hỷ như vậy tới 3-4 ngày. Tại sao vậy? Vì thân ngài được khinh an, tâm sanh hoan hỷ. Không luận là căn tánh nào, quý vị gặp được mà có thể tin, có thể hiểu, đều được lợi ích lớn đến không ngờ. Là thành tựu cứu cánh viên mãn ngay trong đời này rồi. Còn gì hơn được nữa? Nên tiếp theo nói, ngũ nghịch thập ác. Tội ngũ nghịch gồm giết cha, giết mẹ. Giết mẹ là xếp vào nghiêm trọng nhất. Thứ hai là giết cha. Thứ ba là giết A-la-hán. Thứ tư là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật lớn, thần hộ pháp nhiều, không ai có thể hại Phật được. Nhưng khiến cho thân Phật bị thương một chút, chảy một chút máu thì có thể. Trên kinh điển đều có ghi lại tội ngũ nghịch bị đọa địa ngục vô gián. Còn thập ác gồm thân 3, miệng 4, ý 3 là trái ngược với thập thiện. Thập ác là không ác nào không làm. Tội của người đó nặng như vậy. Nếu họ không gặp được pháp môn này, thì tương lai quyết định đọa địa ngục. Nếu như gặp được pháp môn này, cũng có thể nương theo mà vượt sanh tử. Đó là thật lạ thường. Ngũ nghịch thập ác gặp được pháp môn này, nếu họ y giáo phụng hành, thật tin, thật mong muốn vãng sanh thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc, thì A-di-đà Phật là thầy của quý vị. Dạy học một đối một, nên không ai là không thành tựu. Điều dược sanh tử xuất tam giới. Tiếp theo, niệm lão cử hai thí dụ để nói với chúng ta. Thí như người chữa được chứng bệnh không trị được. Bác sĩ có thể trị lành loại bệnh mà bác sĩ thông thường không trị được. Thì chúng ta tôn là đứng đầu trong các lương y. Bác sĩ đó tuyệt vời rồi. Thật có khả năng. Dùng thí dụ này để tỉ dụ cho pháp môn Tịnh Tông. Cũng vậy, pháp độ được người cực ác thì xứng là vua của các pháp lành. Dùng như vậy để tỉ dụ. Người cực ác là ngũ nghịch thập ác. Sau khi chết, đọa vô gián địa ngục.
địa ngục vô gián là nặng nhất, đứng đầu trong các địa ngục. Chịu tội từ khi xuống địa ngục, đợi đến khi tội của họ chịu hết hoàn toàn mới được ra. Thời gian dài bao lâu? Trên kinh nói với chúng ta là 8 dạng đại kiếp, tức là thế giới này thành trụ hoại không 80.000 lần. Đại kiếp. Nói theo nhà khoa học hiện nay là vũ trụ nổ tung lớn. Đại nổ tung bao nhiêu lần? 80.000 lần. Không cách nào tưởng tượng được. Cho nên, cực ác, quyết định không thể làm. Ngũ nghịch không thể làm. Thập ác không thể làm. Làm rồi thì về sau hối hận không kịp. Đó thật là khổ không nói nên lời. Người tạo tác cực ác, nếu như họ có duyên, trong đời quá khứ họ đã từng cúng dường chư Phật Như Lai, có một chút thiện căn, nhưng trong đời này họ gặp ác duyên. Gặp ác duyên thì thuận theo mà làm ác. Khi làm ác là đại ác, chứ không phải ác nhỏ. Nếu không gặp được pháp môn này thì tương lai tức đọa địa ngục, là vô gián địa ngục. Vì vậy, vị bác sĩ này có thể trị được bệnh mà bác sĩ thông thường không trị được. Bác sĩ trị lành được. Thì chúng ta tôn xưng là đứng đầu trong các thầy thuốc. Cao minh nhất, tốt nhất trong lương y. Cùng đạo lý như vậy. Có thể độ người cực ác thì xứng là vua của các pháp lành. Pháp lành nào? Có thể độ ngũ nghịch thập ác. Đó chính là Tịnh Tông. Một pháp trì danh rộng bao trùm ba căn. Ngũ nghịch thập ác cũng có thể nương theo mà vượt sanh tử. Câu này quá quan trọng rồi. Ngũ nghịch thập ác là tạo tội nghiệp của địa ngục vô gián. Thì phương pháp gì cũng đều không có cách độ. Nhưng tính nguyện trì danh thì độ được. Câu này quan trọng. Quá quan trọng rồi. Nghiệp tội của mỗi người chúng ta đã tạo tác, thật đáng sợ, tương lai phải làm sao đây? Dùng phương pháp nào để sám hối, dùng phương pháp nào để tiêu nghiệp chướng? Không pháp nào hơn được một câu Phật hiệu là thật độ được quý vị. Không nên tiến hành thêm thứ khác, tiến hành tạp, làm loạn rồi, thì ngược lại, nghiệp chướng không tiêu được, không bằng một câu Phật hiệu. Vượt qua được sanh tử. Thời gian hôm nay đã hết. Buổi tiếp theo chúng ta vẫn bắt đầu tu học từ đây. Chỗ này rất quan trọng. Phải đem chỗ này giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Tất cả loại nghiệp chướng gì đều có thể tiêu trừ. Quý vị phải tin tưởng. Không nên nghĩ rằng một câu A-di-đà Phật thật quá đơn giản. Không bằng những kinh sám. Tiến hành thêm tất cả kinh sám đều không qua một câu A-di-đà Phật. Đây là đúng rồi. Một lòng một dạ. Chuyên nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ này.
cần nương vào chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Vì chỉ có Ngài mới có năng lực chú giải, người khác thì làm không được. Ngài là người đã khai ngộ rồi, không phải là phàm phu. Chúng ta có duyên thân cận Ngài, đây là phước báo đã trồng của vô lượng kiếp. Nên đời này duyên chín mùi rồi. Vì vậy, biển lớn Phật Pháp, tin thì vào được. Quan trọng là chữ tin này. Tâm chân thành, tuyệt không dao động. Chân thành đến tột cùng, tin tưởng lời của Phật. Viết bộ kinh Vô Lượng Thọ này, mỗi một chữ, mỗi một câu, đều hoàn toàn đủ thành tín, thật tin. Chúng ta xem phần kinh văn tiếp theo. Chủ đề: khó được, khó nghe. Thật vậy, một chút cũng không giả. Nhân thân năng đắc Phật năng trị, tính huệ văn pháp năng trung năng. Nghĩa là thân người khó được, Phật khó gặp. Tính huệ nghe pháp khó trong khó. Có niềm tin, ngưỡng tin, có trí huệ. Trí huệ là gì? Là lựa chọn. Trong 84.000 pháp môn, tôi chọn pháp môn nào? Tôi chọn tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Khó. Tin được là khó. Tin giáo huấn sau cùng của Thế Tôn là tín nguyện trì danh, vãng sanh Phật quốc. Đây là khó trong khó. Không có tính, không có huệ, thì duyên của quý vị liền lỡ qua. Kinh văn: thân người khó được, Phật khó gặp, tính huệ nghe pháp khó trong khó. Niệm lão chú giải rằng thân người khó được là như phần mở đầu kinh Phạm Vọng nói. Một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại. Hai câu nói này, hy vọng mọi người hãy ghi nhớ thật kỹ. Nay chúng ta có được thân người rồi, quá hiếm có, quá khó được. Phải biết quý trọng, phải sử dụng thật tốt thân người của đời này. Đương nhiên, cứu cánh viên mãn là phải thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không làm lại chuyện sinh tử luân hồi nữa. Thì quý vị được đại lợi ích rồi. Có phương pháp nào
để thoát luân hồi không? Có. Tôi có nắm chắc hay không? Có. Ngày mai, có những cư sĩ đến đây thăm tôi. Họ sẽ hỏi tôi một số vấn đề. Hôm nay tôi xem đại lược rồi. Có rất nhiều gì thấy tận mắt, nghe tận tai. Việc niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Sau khi thấy rồi, thì một chút hoài nghi cũng không còn nữa. Những người ấy ra đi rất tốt. Họ thành tựu tín nguyện cho chúng ta, giúp chúng ta đời này thành tựu giống như họ. Họ có tín, có nguyện. Tuy công phu niệm Phật đều chưa hoàn toàn đến nơi đến chốn, rất có dụng công, có chút khiếm khuyết, nhưng tất cả đều vãng sanh. Vãng sanh, tướng lành hiếm có. Tôi suy đoán rằng công phu niệm Phật của họ đều không đắc lực, nhưng tín nguyện rất kiên cố. Trong kinh, Phật nói với chúng ta, then chốt là một câu sau cùng. Câu cuối cùng là mạng chung, là niệm A-di-đà Phật thì quyết định vãng sanh. Công phu một đời không đắc lực, không liên quan. Lúc mạng hết, có người đưa tiện vãng sanh rồi, giúp họ một mạch niệm Phật. Hơi thở cuối cùng là A-di-đà Phật thì thành công rồi. Cũng thấy tướng lành rất khó được. Nếu như không tin, vậy thì thật đáng tiếc. Lần tiếp theo được lại thân người thì khó rồi. Vạn kiếp bất phục. Phục là lại đạt được. Sau khi trải qua một vạn kiếp, mặc chưa chắc quý vị có duyên phận được lại thân người. Tóm lại, thân người khó được dễ mất. Rất dễ dàng mất đi. Cho nên, cần phải ghi nhớ câu nói này. Trong phần mở đầu kinh Phạm Vọng nói, một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại. Trong kinh Niết Bàn lại nói, thân người khó được như hoa ưu đàm. Người Trung Hoa thường nói hoa đàm hiếm khi xuất hiện. Ở khu vực phương Nam, có hoa đàm. Khi ở Singapore, tôi đã từng thấy qua. Thời gian hoa nở rất ngắn, nửa đêm mới nở. Sau khi nở khoảng 10 phút thì đã tàn rồi. Trong kinh Phạm Vọng, đây là kinh Đại Thừa. Phật gì chúng ta mà nói? Sử dụng hoa ưu đàm để tỉ dụ thân người khó được. Như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Bởi vì được thân người ít như chút đất trên móng tay, mất thân người nhiều như đất ở đại địa.
Đây là trong lúc Phật giảng kinh. Phật cũng thường hay dùng thí dụ này. Thí dụ này là Thế Tôn nêu lên khi dạy đệ tử. Làm thí dụ này. Hốt một nắm đất, ở đất lên tay, rồi mở lòng bàn tay thả xuống lại. Dùng đó để làm thí dụ. Đức Phật hỏi mọi người, chỉ còn một ít đất dính lại trên đầu móng tay. Đất trên móng tay của ta nhiều hay đất ở dưới đất nhiều? Đương nhiên, khi thả xuống đất, thì đất đều rớt xuống đất rồi, dính lại trên móng tay chỉ chút ít. Phật nói, người được thân người, sau khi mất thân người rồi mà lại được thân người, ít giống như đất trên móng tay. Còn không được lại thân người thì nhiều như đất dưới đất. Đó là thí dụ. Cho nên, Phật nan trị, trị là gặp được. Trong phẩm Thọ Lượng, Kinh Pháp Hoa, Phật lại nói, Tỳ kheo nên biết, chư Phật xuất thế có thể gặp gỡ. Vì sao vậy? Những người đức mỏng, trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, hoặc có thấy Phật, hoặc chẳng thấy Phật. Do bởi sự ấy, ta nói thế này. Này các tỳ kheo, khó có thể thấy được Như Lai. Lại, ngay khi Đức Phật tại thành Vương Xá, mà chỉ có 1/3 người ở trong thành ấy gặp được Đức Phật. 1/3 số người chỉ nghe danh Phật chứ không được thấy. 1/3 người còn lại, ngay cả danh tự của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng nghe. Đủ thấy gặp Phật, nghe tên Phật, đều không dễ dàng. Chúng ta rất may mắn, sinh ở thời kỳ mạt Pháp. Còn tiếp xúc được chút bờ rìa, không thấy qua Phật, nhưng thấy được tượng Phật. Tuy Phật không ở đời, nhưng kinh giáo của Phật vẫn còn lưu truyền ở thế gian. Chúng ta sống ở thời mạt Pháp mà còn gặp được Tịnh Độ Đại Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ. Đúng thật là khó. Nên câu nói sau cùng, tín huệ nghe Pháp khó trong khó, là sự thật, không phải giả. Niệm lão nói với chúng ta, đây chính là phần trước. Nếu nghe tư kinh là kinh này, bộ kinh này, tinh ưa thọ trì, quý vị tin được, có thể vui thích chịu niệm Phật, là khó trong khó, không gì khó hơn. Trí huệ sanh hiểu được, tức
quý vị tin tưởng được, có thể vui mừng. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Tịnh Tông khó tin. Ba điều khó này, điều khó được mà nay đã được, điều khó nghe cũng nghe được rồi, điều khó tin cũng tin được. Lại thêm lý giải của trí huệ, nên là khó trong khó vậy. Phật khuyên hành nhân phải tin sâu nguyện thiết, niệm Phật cầu sanh, chớ để lỡ qua. Để lỡ qua dịp này thì thật là sai lầm vậy. Hai câu cuối này của niệm lão thật là đắng miệng nhọc lòng. Ngày nay chúng ta phải thế nào? Phải tin sâu nguyện thiết. Thiết là khẩn thiết. Nguyện là nguyện sanh tịnh độ. Nguyện làm đệ tử Đức Di Đà, đến thế giới Cực Lạc để thân cận A-di-đà Phật. Trong mi chú Kinh Vô Lượng Thọ của Thầy tôi là Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam có một câu cáo giới vô cùng giá trị. Đời này không chịu niệm Phật vãng sanh, dù cho chủng tử của tịnh độ đã gieo vào A Lại Gia Thức, nhưng không tránh được luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Đây là lời nói thật. Luân hồi vô lượng kiếp, tập khí càng nhiễm càng nghiêm trọng. Ác phải chịu hết sức khổ nạn trong tam đồ địa ngục, sau đó mới hối hận giác ngộ, mong muốn học Phật, thì duyên mới chín mùi. Đã có ý niệm đó, lại phải gặp được chân thiện tri thức, đồng tham đạo hữu tốt, có hoàn cảnh tu học, cho nên thật sự không dễ dàng. Một kiếp, Hoàng Niệm Lão ở trong đó đã so sánh, tức là thiên nhân mặc một miếng vải mỏng, sau đó rất nhiều năm mới xuống dưới một lần, sau đó liền ở bên trên một tảng đá lớn, cứ như vậy quét nó một chút, quét nó lên một chút. Tảng đá đó lớn bao nhiêu? Hình như là một tảng đá 40 dặm. Mấy năm một miếng vải mỏng vớt qua nó một chút, vớt đến khi tảng đá này toàn bộ đều bị mòn hết. Như vậy là một kiếp. Cho nên Lão Pháp Sư nói, ba đường ác là quê nhà, chúng ta hệ rớt xuống thì không biết là bao nhiêu kiếp, ra ngoài mới được mấy chục năm. Ồ, hôm đó, Lễ Húc rất có phước khí, gặp được thầy giáo Giang Dật Tử. Ông cụ rất là từ bi. Lý Bình Lão dạy điều gì, cụ đều phơi bày ra hết. Hy vọng thanh thiếu niên chúng ta học được nhiều. Kết quả, tiễn cụ lên xe. Ngay cả sau cùng, ngồi lên xe sắp đi rồi, cũng không quên hộ niệm người trẻ tuổi. Vừa ngồi lên xe, chúng tôi còn chưa đóng cửa xe lại. Tại sao tôi không cẩn thận đã 80 tuổi rồi? Câu này dịch thành tiếng phổ thông thì không có truyền thần như vậy nữa. Xin hỏi không cẩn thận nên dịch thế nào? Quý vị vừa dịch không cẩn thận thì hương vị đó đã không còn nữa. Chị nói vậy rất truyền thần, tôi vừa nghe thì rất chấn động.
Quý vị coi cảm giác đó của cụ đối với cuộc đời mấy chục năm. Cụ bỗng nhiên, à, tôi đã 80 tuổi rồi. Thật quá nhanh.